Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Su Tiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đặt tên cũng như là xây cho hai bé một ngôi nhà mới ấy. Tại vì hôm qua thì mình đã dẫn hai bé về rồi. Và mình sẽ nhuộm cho mấy bé một cái dòng mới luôn nha. Bé này thì mình sẽ nhuộm dòng xanh đi. Đó, và mình cũng đặt tên cho bé là Milu nha. để phân biệt đây là bé số đực nha các bạn. À, bé Milu nhá. Còn đây là mình sẽ dùng cái bột xương này để lấy màu hồng các bạn ơi. À, mình sẽ đổi ra màu hồng nhá. Rồi, cái này màu hồng mà sao để là màu đỏ sậm nha. Mà thôi kệ đi các bạn. Rồi, bé này sẽ màu hồng nhá. Và mình sẽ đặt tên là Mina nha bạn. Đó, một bé Milu và một bé Mina nha. Ok, nếu các bạn thích cái tên nào ấy thì đừng quên comment ở phía nha. Để mình biết nào. Mình thì thích cái tên Milu hơn các bạn ơi, để nhìn nó kiểu như nó mạnh mẽ ấy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ xây cho hai bé một cái ngôi nhà mới ngay tại đây nha các bạn ơi, để mấy bé có thể ở chung với nhau cũng như là bảo vệ mấy bé gấu panda luôn ấy. Rồi bây giờ mình cùng xây nào. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần trụ cho ngôi nhà nha các bạn. Ngôi nhà của hai bé này cũng không có lớn đâu, cũng vừa đủ để hai bé ở chung thôi các bạn ơi. Đây là đường vào của hai bé này. Rồi bây giờ mình sẽ làm phần mái nha. Phần mái thì mình sẽ viền bằng cái gỗ văn sam nha các bạn, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Có nên dài xuống xíu nữa không ta? Giờ định sẽ làm cho nó dài xuống xíu á các bạn. Rồi. Ok cũng được ấy. Rồi lên ốp cho nó cao cao lên nha các bạn. Cái này thì đi ra hai ô này. Tầm này nè các bạn. Rồi sau đó mình mới ốp ngược lại. Đấy, vậy là xong phần mái của nhà bé sói rồi. Rồi ốp ngược lại. Búp búp. Ở đây, đây và ở đây. Không biết phần sàn mình nên ốp bằng gì nha. Mình nghĩ là sẽ đặt cái len đấy các bạn ơi, để nhằm cho mấy bé có thể thoải mái ấy. Rồi ok bây giờ mình sẽ nốt phần trụ đây nha. Rồi ui còn thiếu một cái kìa. Rồi bây giờ ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng để mình xem coi. Nhưng mà trước tiên mình sẽ ốp phần sàn bên trong chứ các bạn ơi. Ủa phần hông chứ. Phần bên hông có cái chỗ ấy. Mình sẽ ốp lại luôn. Ở đây thì mình sẽ làm một cái cửa sổ này. Bên đây thì không cần, hai bên thì không cần đâu các bạn ơi. Ở đây sẽ nhìn được ra phía sau này. Còn phía trước thì mình sẽ làm một cửa thì nó hơi nhỏ để mấy bé sói đi vào các bạn à. Mình có nên làm hai cửa không nhờ? Hay là mình để trống ra, mình để trống để mình đặt cái cổng á các bạn. Mình đặt cái cổng thôi, không cần phải cái cửa đâu, để nhìn cho nó thoáng các bạn. Rồi giờ mình sẽ đổi gặp ít cái gỗ sồi đi. Mình sẽ làm cái cổng bằng gỗ sồi nha. Đấy, vậy xong rồi. Đó, vậy là được phần cổng rồi nha. Bây giờ chắc mình sẽ đi lấy một ít len các bạn ơi, để mình ở phần sàn phía dưới này mình sẽ dùng len màu đỏ nha. Mình lấy len xong mình nhuộm màu đỏ các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình cắt xong len nha. Ok, cảm ơn, mình đã đủ len rồi. Bây giờ mình sẽ ốp phần sàn lại. Phần sàn mình sẽ ốp bằng len đỏ nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ đặt một cái hàng rào sắt các bạn ơi, để làm cái cửa sổ ấy. Nhìn cũng khá hợp lý các bạn. Đặt ở đây. Đấy. Bây giờ chắc mình sẽ đi vào rồi chế tạo cái item frame ấy các bạn. Rồi mình đặt ở phía trước này một cái khúc xương ấy, để biết đây là cái nhà của bé sói nha. Rồi item frame hình như là cần da bò các bạn ơi. Đây mình còn đúng một cái da bò nè. Rồi giờ mình sẽ chế tạo một cái item frame. Đấy. Rồi vậy là xong rồi. Sau đó thì mình sẽ đưa hai bé sói vào trong nha. Đấy, hôm nay thì hai bé sói thì không cần phải ở ngoài nữa các bạn ơi. Rồi đặt khúc xương luôn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đưa hai bé sói vào nha. Bé Milu nè, bé Mina. Rồi đi thôi anh. Đấy. Rồi đi. Mình có nên cho hai bé đẻ con không nhờ? Mà bây giờ mình không có thịt để cho hai bé các bạn ơi. Tạm thời chắc chưa cho hai bé đẻ đâu. Đi vô, đi vô, vô nhà mới nè. Vô 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 vô. Ủa. Mấy bé không chịu vô nhà mới sao xuống cái mái chi? Vô đây này. Ok để mình mở cái này ra luôn các bạn ơi. Rồi đi vô nè, vô vô với anh này. Em ơi. Ok chắc bây giờ mình sẽ đẩy bé Mina vô trước nha bạn, để cho bé Milu thấy vậy rồi đi vào chung ấy. Rồi vô Mina ơi. Đó. Rồi. Đấy, bé Mina vô rồi, giờ tới bé Milu nha. Đấy, ngồi xuống. Rồi. Hình như mấy bé không chịu tự vô cái mơ mình phải đẩy này. Không sao đâu, ít nhất mình cũng đưa hai bé sói vào trong rồi. Đó. Rồi đi vô đi. Đấy. Yeah. Ở đây chắc mình cũng sẽ đặt một cái này vô đi. Hay nên không ta? Hay là mình đặt cái cửa sập các bạn. Ok chắc mình đặt cửa sập nha. Đó. Ở phía trước thì mình đặt cái cổng xuống. Búp búp búp. Rồi. Ngoài ra chắc mình sẽ làm một cái chỗ để cho mấy bé uống nước các bạn ơi. Đó, ở đây này.
Bây giờ mình sẽ làm cái vạt nha, cái vạt đựng nước ấy các bạn. Rồi mình sẽ chế tạo đi. Cái đó thì cần sắt ấy, mà sắt thì mình có một ít này. Hình như trong lò nấu còn thì phải các bạn. Đó, còn quá trời này. Mình sẽ làm hai hay ba cái vạt đi các bạn ơi, để dự phòng luôn ấy. Rồi một hai hai cái thôi. Đó, còn mình đặt ở ngoài ấy. Này ở chỗ này này. Ui tôi mà mấy anh hai ơi, tha đi mà. Mình không rài, mình không muốn kiếm chuyện với mấy ảnh các ơi, tại vì mình muốn tập trung vào xây dựng con ấy. Mà mấy ảnh cứ lại tìm mình này. Ok hôm nay chắc quốc luôn các ơi, không ngán mấy anh nữa. Ui da, ui tôi tôi ui 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 da, ui da, ui da. Tôi độ kim cương, ông còn dám quýnh tôi nữa hả? Quýnh tôi này. Quýnh hả? Quýnh, quýnh. Chơi, chơi, chơi khô máu luôn. Này thì mặc kệ đi các bạn ơi, giờ mình dính thì hiệu ứng điểm xấu rồi, kệ đi. Giờ mình tiếp tục làm thôi. Đặt vô đây rồi mình đổ nước vào các bạn. Đó, vậy là mấy bé có chỗ uống nước rồi. Có nên đặt ở trong các bạn? Đặt ở trong thì nhìn nó không hay cho lắm các bạn ơi, nhưng mà thôi kệ đi, chắc không phải đặt cả các bạn. Để cho mấy bé có chỗ uống nước buổi tối nữa. Rồi đặt xuống đây, rồi đi ra ngoài múc xuống nước lại các bạn ơi. Này múc ra đi. Yeah, rồi. Ngoài ra mình còn phải làm cho mấy bé chỗ ăn nữa các bạn ơi. Chỗ ăn hình như phiên bản này cái item frame đó các bạn có thể đặt ở dưới đất ấy. Đó, thành ra mình sẽ làm cho bé một chỗ ăn luôn nha. Mình cần cắt đồ bớt cái đã. Mình sẽ cắt gỗ vô bớt đi các bạn ơi. Rồi mình lấy một cái bát súp hay cái gì ấy. À đây đây đây, bát súp đáng ngờ cho bé luôn. Đó, có gì mình sẽ chế tạo bát súp mới các bạn. Giờ mình cho bé bát súp này đi. Đó, mình sẽ đặt ở phía dưới đất luôn. Đó, đặt hình như đặt dưới đất được. Đó, đặt dưới đất này được nè các bạn. Mình sẽ đặt cái này xuống. Đó, kiểu như là đây là cái chỗ ăn của mấy bé ơi. Rồi mình sẽ nghiêng qua đây nè. À, được rồi. Ngoài ra còn nên đặt gì nữa không ta? Thôi kệ các bạn, tạm thời mình đặt cái bát súp này nha. Các bạn muốn cho mấy bé ăn gì thì đừng quên comment nha, để tập sau mình còn đặt cho mấy bé ăn nữa. Đó, rồi cái này tạm thời để đây cũng được này. Ngoài ra mình sẽ trang trí bằng ít cái thùng ấy các bạn. Trong phiên bản mới này có cái thùng ấy. Mình sẽ làm một ít cái thùng đi. Đây đây đây, làm ba cái thùng để đặt ở phía ngoài các bạn. Yeah. Có nên đặt kiện rơm không nhờ? Quên nữa, mình cần phải làm cái gì ta? Cái đó là cái đèn lồng các bạn ơi, để thắp sáng cho mấy bé nữa. Nãy giờ mà quên làm chỗ thắp sáng. Rồi đây có đèn lồng rồi này, mình sẽ đặt ở phía trên luôn các bạn. Ủa phía trên đặt không được rồi. Có cách. Giờ mình sẽ làm ít cái tường đá đi các bạn ơi, để thắp sáng lên đây. Ở đây 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 đây, có sẵn luôn đi. Mình tạm thời mình mượn chỗ này đi các bạn. Khi nào mình có mình sẽ trả lại chỗ này sau đi. Giờ mình sẽ vứt cái hạt sắt đi. Đó, rồi mình sẽ đặt cái tường đá vào. Đặt ngay tại bên đây nè. Rồi đặt cái đèn lên các bạn. Đó, sáng ngay mà. Ở trong ấy thì mình cũng phải đặt thêm một cái đèn lồng nữa các bạn ơi. Đặt ở trên nóc này. Bụp. Yeah, sáng trưng luôn. Rồi ok, như vậy mình đã hoàn thành chỗ ở của mấy bé sói rồi. Bây giờ mình sẽ cắt đồ và làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok, cảm ơn. Trên đường qua ngôi làng ấy thì mình gặp một bọn cướp dân làng nữa này. Đang chuẩn bị bắt cái bé lạc đà ấy. Ok, bây giờ mình sẽ giải cứu cho bé lạc đà nha. Ui dạ, tên này xung phong lên trước hả? Này thì ha, ăn cắp bắt trộm bé lạc đà của anh dân làng lang thang hả? Này thì quýnh, này thì bắn. Cái tên này là tên cầm đầu nữa các bạn, tên có lá cờ là tên cầm đầu ấy. Đó, đây còn tên nữa này, quất luôn. Này thì bật cầm nỏ. Hiện tại mình hết cái mũi tên cảm ơn, cho nên không lấy nỏ rồi bắn mấy ảnh được ấy. Nếu mình có đủ mũi tên ấy thì mình sẽ bắn mấy ảnh luôn, chứ bây giờ mình hết tên rồi. Tạm thời cận chiến với mấy ảnh thôi các bạn. Sắp tới hy vọng mình tìm được cái spawner của skeleton ấy thì mình có thể có được cái lượng mũi tên nhất định ấy, thì mình mới dùng cái nỏ thường xuyên được các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đánh nốt cái anh dân làng. Ủa không, anh cướp dân làng đằng kia nha. Này thì ha, cầm nỏ này leo ngựa quýnh luôn. Quýnh này. Ui cả ngàn bắn bé ngựa của tôi hả? Ok, tiếp tục thôi các bạn. Bé ngựa mình mặc giáp kim cương cho nên cũng không lo đâu. Rồi quay trở lại ngôi làng thôi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cái nhà của ông thú thư lên các bạn ơi. Ở tập trước thì mình đã nâng cấp nhà của bác thợ rèn rồi. Đó, nhà bác thợ rèn giờ nhìn cũng ổn lắm rồi các bạn. Đấy, ui rồi luôn. Rồi xong. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu với kẻ cướp dân làng các bạn ơi. Tại vì mình đã lỡ đánh cái tên cầm đầu của bọn cướp dân làng ấy, cho nên bây giờ bọn chúng sẽ ùa tới và trả thù mình. Nhưng mà không sao đâu, mấy anh dân làng đã được mình bảo vệ rồi. Tú đằng kia các bạn, cho nên không lo đâu. Rồi giờ chúng ta sẽ cầm kiên rồi chiến đấu hết sức với mảnh thôi. Này thì cầm nó. Ui quýnh nè, quýnh. Mấy cái đợt đầu các bạn thì khá là đơn giản. Chỉ có mấy anh này thôi. Mấy cái đợt sau ấy thì có mấy con heo. Ồ không, con trâu ấy. Ui
Gây ra cái nỏ kìa. Wow, này thì cầm nỏ, nỏ, nỏ này. Ui, 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 anh này cầm, cầm, ui, ui. Ui, sao mình lại cầm cái... Nãy giờ mình cầm cái cờ chứ. Oh my god. Ui, gây ra emerald kìa, rồi. Đấy. Wow, mấy anh này gây ra nỏ nhiều ghê luôn ấy. Mình sẽ vứt bớt đi. À quên lắm, mình sẽ cắt đồ luôn nha các bạn. Mình sẵn tiện mình gửi đồ ở đây đi. Đó, tí mình sẽ lấy sau nha. Ok. Ui. Ui ui trời 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 té té té. Ui 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 ui. Ui. Quên cầm khiên các bạn ơi. Đó, cầm khiên lên, ăn vô cái đã. À, mình sẽ ăn cái các bạn ơi. Đói rồi. Rồi, hồi đầy máu của mình cùng nhau chiến đấu tiếp nha. Ăn bánh mì luôn. Đấy. Rồi, giờ chiến đấu thôi. Ui mấy anh bu kìa, mấy anh bu dưới nhà mình. Ui ui trời 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 trời. Ui anh này cầm cái rìu luôn kìa, rìu anh chanh luôn các bạn. Wow cần đấy, cần đấy, cần đấy. Ui đánh anh nào cũng rơi ra emerald luôn, sướng ghê luôn ấy. Đó, tha hồ mà ha. À, lấy emerald cho đổi với dân làng các bạn. Ui ui mình chém cái giáp bay luôn nè. Ủa sao mình chém cái giáp bay được ta. Ủa ui giờ sao đẩy vô lợi các bạn. Thôi kệ đi, để đó có gì mình sửa lại sau các bạn ơi. Giờ mình sẽ tập trung chiến đấu với anh cướp dân làng này trước nhá. Này thì ui 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 anh này chạy có chịu ghê luôn ấy. Chạy, chạy đâu con sâu. Này thì chạy. Rồi tên cuối cùng thôi. Ui mấy tên này đi có kiểu ứng khói hay sao các bạn à. À không, bé lạc đà, đúng rồi bé lạc đà nãy giờ phun nước bọt nè các bạn. Ui ui phun gì thế kìa kìa. Bé lạc đà phun tiếp mình kìa các bạn. Rồi, giờ mình sẽ quay lại ngôi làng. Ơ, à có cái đợt mới này. Ok, giờ chiến đấu tiếp tục thôi các bạn. Này thì vô làng của tôi, vô làng của tôi chuẩn bị sửa mà ông vô đây làm gì. Này thì cướp làng tôi hả, cướp, 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 cướp này, cướp hả. Rồi, mấy cái đợt này vẫn chưa ui ui, có trâu nè, có trâu nè. Ui, ui, ui con trâu này hút đau quá, ui da, ao, ao. Ui ui ui. No 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 no. Chết 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 chết. Ui ui trời ơi. Đâm 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 đâm. Ây da. À. Ui con trâu hút đau. Đau lắm các bạn ơi. Ui da. No. Hôm nay mình bị con trâu ăn hiếp rồi các bạn ơi. Mấy đợt trước thì nó đâu có bắn mình đâu. Nó đâu quýnh mình đâu. Hôm nay nó quýnh mình muốn xỉu luôn các bạn à. Nó mạnh lắm. Ui. Ok quýnh tên này trước. Rồi rồi rồi. Ui ra đây, ra đây, ra đây cứu, ra đây cứu. Quýnh, quýnh, ui ui. Con trâu, ui ui ui. Quýnh cái chạy các bạn ơi. Chứ mình quýnh một một là không lại đâu. Nó chạy nhanh và mà nó cũng đau lắm. Đánh, ui ui. Đánh này. Đánh người này, đánh một cái rồi chạy. Chơi vừa đánh vừa chạy. Này thì he, quýnh tôi. Đánh không lại chạy thôi các bạn ơi. Con này mạnh quá. Đỡ, 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 đỡ. Đỡ một cái rồi hay chạy liền. Ui ui, nó khủng lên cái gì kìa. Ui nó bốc khói luôn, nó giận ơi. Đỡ, đỡ tao đi rồi tao chạy này. Rồi rồi rồi. Quýnh, ui 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 ui. Ui nó giận lên các bạn, nó giận là nó xì khói đây. Ui ui trời ơi trời ơi trời ơi. Ui ui ui. Chạy 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 chạy. Ui ui nó quýnh đau quá, nó quýnh đau quá. Ui hôm nay ăn hạnh với nó rồi. Mai mình, ui yeah nó chết rồi. Yeah. Ui kiếm hư luôn rồi. Ui chạy 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 chạy. Ghiêu ghiêu ghiêu. Đây 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 đây. Cầm ghiêu xúc luôn. Xúc luôn. Ủa dạ. Xúc luôn. Đó. Ok bây giờ mình sẽ chế tạo một cây kiếm mới các bạn ơi. Kiếm mình nó hơi mất tiêu rồi. Đó giờ mình sẽ kiếm một cây kiếm mới. Ui ở đây không có bạn chế tạo. Lẹ 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 lẹ. Ui ở đây không có luôn. Ui bạn chế tạo đâu. Ok ok. Chạy lại khu này là có nè các bạn. Giờ mình sẽ kiếm chỗ mình núp luôn đi. Tại vì mấy tên này mạnh lắm các bạn ơi. Một một mình đánh không lợi đâu. Mạnh cực luôn ấy. Rồi giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo đi. À, lẹ 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 lẹ. Rồi ráp một cây kiếm sắt mới luôn. Hay là mình chạy về nhà mình làm kiếm kim cương nha. Ok chắc bây giờ mình sẽ chạy về nhà cái các bạn ơi. Rồi mình chế tạo cây kiếm kim cương ấy quay lại đánh mới lại. Chứ bây giờ mình đánh không lại đâu. Bọn chúng toàn là quá giật mạnh với lại nó có cái con trâu ấy. Mình quýnh không lại. Ok giờ mình sẽ về enchant cây kiếm lên rồi mình xúc với bọn chúng nha. Đấy, này thì ăn hiếp mình này. Ok đi thôi. Ok cảm ơn, bây giờ mình sẽ chế tạo một cây kiếm kim cương mới nha. Tại vì cây kiếm cũ của mình để lạc ở đâu mất tiêu rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ chế tạo một cây kiếm mới của enchant lên nha bạn. Để qua chiến đấu với bọn cướp dân làng nha. Tại vì cái kiếm cũ của mình nó vừa yếu mà nó vừa mau hư nữa. Rồi ok giờ sẽ enchant lên. Hy vọng là sẽ được cái dòng sắc bén nha bạn. Để tăng sát thương của cây kiếm lên đây. Ui đánh bắt lùi, ừ cũng được này. Đánh bắt lùi được này.
Được dòng chậm hỏng luôn cảm ơn, nhưng mà không có cái dòng sắc bén ấy. Khá là tiếc luôn, nhưng mà không sao đâu các bạn, ít nhất cũng có dòng mặt lùi rồi để mình đánh đẩy lùi mấy tên cướp dân làng các bạn rồi mình chạy. Giờ chỉ còn cách đó thôi chứ sao giờ các bạn ơi, tại vì mấy con mob đấy rất là mạnh luôn. Ok, bây giờ quay trở lại ngôi làng rồi tiếp tục chiến đấu với bọn chúng thôi. Ok, cảm ơn, mình đã quay trở lại ngôi làng rồi đây, và lần này thì lại có thêm phù thủy nữa. Wow, căng vậy mấy anh hai. Ok, mình sẽ quýnh mấy anh hai này trước, quýnh anh hai này bài ha, bút chỉ luôn. Ui quýnh anh hai này, quýnh anh hai này rồi chạy này. Quýnh này, ui quýnh hụt ui trời, quýnh không quýnh quá. Quýnh này ô mày. Ui nó hai anh rồi này thì cầm cung. Ui cái anh phù thủy kia còn bóp sức mạnh cho mấy anh này nữa. Quýnh anh luôn chứ anh bóp sức mạnh hả. Anh này đứng yên không chịu đi, chọi thuốc hả, chọi thuốc tào lao này thì chọi thuốc. Quýnh anh này luôn nè, anh này uống thuốc chứ chạy nhanh hả bạn, uống thuốc chi rồi chạy hả ông bạn của tôi rồi. Mấy anh tự xử nhau luôn các người, rồi xử anh này luôn. Yeah. Còn nữa à? Vẫn còn các người. Wow, lần này đông ấy. Không biết mấy anh núp ở đâu ta. Mấy đợt trước thì mấy anh núp nè, lần này toàn đi ra dí mình không ấy. Wow. Căng ấy. Ui, anh này té giếng cái này. Té giếng hả? Té giếng này. Ok, giờ mình sẽ úi da. Rồi lỡ mình té giếng luôn rồi. Rồi không sao, leo lên lại. Đấy. Mấy anh leo lên không được các người, chỉ có mình leo lên được thôi. Rồi còn ở đây là hai anh ở đây làm gì hả. Còn hai anh nữa à. Một anh này. Rồi giờ tìm anh cuối cùng hả bạn. Anh cuối cùng đâu ta. Đây còn anh phù thủy rồi, sống rồi, chạy đi đâu. Này ui dám quay lại tìm tôi luôn á, tìm tôi hả. Gơi ra cái lọ nè các bạn. Gơi ra cái lọ luôn được đấy. Rồi giờ mình sẽ đợi để chiến đấu với trận tiếp theo thôi. Ui còn anh này nè, anh này chịu hồi quá giặc nè. Quýnh anh này trước, quýnh cái anh áo đen trước nha bạn. Không thôi anh chịu hồi mấy con ấy ấy đó. Rồi ok, quýnh anh áo đen rồi, bây giờ còn mấy tên này thì đơn giản. Ui no, cái cây của làng tôi mà cũng phá nữa. Ui trời. Ui căng quá. Mình mượn mấy anh này đỡ đam giùm mình được nè bạn. Đó, mình chỉ cần đi lùi thôi, để cho mấy anh ở sau bắn mấy anh trước đây. Đó, như vậy mình sẽ không cần phải đánh nhiều đâu các bạn. Đấy, rồi chạy nè. Các bạn nên vừa đánh vừa chạy nha, để mấy ảnh không có dí theo kịp ấy. Bây giờ mình có cái kiếm này mình đánh được mấy con trâu nè bạn. Ui lắc. Rồi. Hình như là con trâu này khi cưỡi các bạn thì nó sẽ không tấn công mình nhá. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ tập trung đánh con trâu trước các bạn. Đấy. Rồi. Ui, mấy anh này toàn cầm cái enchant thôi bạn, cái nỏ enchant ấy. Đó, quýnh hết luôn. Không. Ui. Quýnh này. Rồi. Ui, giáp mình gần nát rồi các người. Căng quá. Ui, còn đông thế. Ui, đỡ. Bắn đi. Bắn hả? Ui, ghê cái này. Wow, ok giờ mình sẽ đánh anh này xong rồi mình quay lại mình nhặt coi được cái gì nha bạn. Ui trời. Quýnh này. Yeah. Hình như còn hai anh thì phải. Đó. Núp đầu. chạy này thì chạy. Ui trời. Nghe tiếng một anh mà sao đông thế. Rồi giờ mình sẽ nhặt thử cái này coi được cái gì nha. Ui. Được cái gì nè bạn? Mưa tên. Được cái dòng. Ui. Nổ vip các người, nổ vip. Wow, nổ vip được ấy. Rồi mình sẽ ăn vô đã. Rồi mình đã có nổ vip rồi. Ui con này bị gì nữa? Ủa sao tên con vét gì đó nó chết rồi đó bạn. Ủa tự động chết luôn kìa. Chắc cái con mà áo đen chết đó bạn, cho nên nó sống không được ấy. Được ấy. Ok giờ mình sẽ ăn vô cái đã. Lần này có vẻ bọn này mạnh hơn rất là nhiều các bơi. Ở những trận lần trước ấy thì bọn này không có mạnh như vậy đâu. Lần này thì đánh mình mệt xỉu luôn. Rồi quýnh này. Quýnh này. Vậy là còn hai anh nữa các bạn ơi. Đó, còn hai anh nữa để mình tìm ở đầu làng coi. Mình nghĩ mấy ảnh trốn đâu đây này. Lần này không có anh tới giếng nữa. Ở đâu ta.
Mình không nghe tiếng luôn. Ủa mấy anh núp ở đâu nhờ? Có nào vô đây không ta? À đây 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 đây. Một anh này. Vậy là còn một anh nữa đâu ta? Quýnh. Ồ phá nát cái cây của làng mình luôn rồi này. Con bò đó phá thiệt ấy. Thiệt tình cái con bò. Đây đây đây, anh cuối đây. Giờ mình ăn vô đã các bạn. Anh này hình như cầm rìu này. Căng lắm. Đó, cầm rìu, cầm rìu. Cầm rìu hả? Giờ mình có kiếm đánh mặt lùi các bạn, cho nên rất thoải mái luôn. Rồi, giờ mình sẽ ăn vô cái nữa các bạn ơi. Mất nhiều máu quá. Rồi, thức ăn mình cũng gần hết luôn rồi này, mình còn có 6 cái cục khoai tây à. Hy vọng chiến đấu sớm sớm các bạn rồi mình về mình lấy thêm thức ăn á. Chứ bây giờ mình hết thức ăn luôn rồi. Niệm phép cái gì anh ơi? Không cần niệm phép đâu. Anh chưa kịp niệm phép nữa mình đã đánh anh rồi các bạn. Giờ mình sẽ dùng cây này để bắn nè. Bắn nè, nó bắn lần quá trời tên luôn. Rồi. Bắn này. Rồi, ui trời 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 trời. Ui. Ui mấy anh mạnh thế. Ui mấy anh nó quýnh đau quá các bạn ơi. Ui. Ui mấy anh đánh một lần mình muốn xỉu luôn ấy. Ui chạy 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 chạy. Chạy này, chạy này. Ui. À cái cờ mà gớt ấy thì anh ở sau các bạn sẽ nhặt cái cờ rồi đội lên đầu các bạn ơi. Ui cái con bò nó hút mình bay đâu cả 5 mét đấy. Ui 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 ui. Ui. Chạy 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 chạy. Chạy. Vừa đánh vừa chạy thôi các bạn ơi, chứ bây giờ mình hết đánh một một như hồi xưa rồi. Giờ mấy anh mạnh lắm. Rồi. Này thì em cầm nó này. Cầm nó. Ui 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 ui. Ui tự quýnh nhau đi, tự quýnh nhau đi. Ui mạnh quá. Ồ. Ồ. Ui mình dùng. Ui nó nổi điên rồi kìa. Đỡ 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 nè, quýnh mày. Quýnh mày hai cái luôn. Rồi đụng đi. Đụng đụng hả mày. Ồ nó nổi điên lên là nó xì khói không ơi. Nổi điên này. Đó, nổi điên hả? Ô anh này có vẻ trâu bằng Golem hay sao không ơi? Golem đánh cũng tầm đầy máu nè các bạn. Ô. Úi da. Quýnh, quýnh này. Ô con trâu này khó đánh thật ấy. Đánh thật đấy. Ui, nó cũng mình một phát nữa là đây các bạn ơi. Cẩn thận nha. Ui chạy 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 chạy. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, ăn vô đây bạn. Rồi chiến đấu tiếp. Đấy, để không thôi nó cũng mình là đây ấy. Đó, xong rồi. Giờ mình sẽ vứt thịt chim bay đi. Đấy, nhận ít kinh nghiệm rồi các bạn. Ơ à, hình như là xong đúng không? Ồ hình như là xong rồi các bạn ơi. À còn mấy ảnh núp trong này này. U bọn này đông thế. Mình đánh nãy giờ mình chưa hết nữa. À đây 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 có tên vô kiếm mấy anh dân làng này. Mà rất tiếc mình đã bảo vệ mấy anh dân làng xong rồi. Ui ui ui. À cái này nãy bị bắn yếu này. Đó rồi. Đỡ 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 đỡ. Đỡ. Ui ui ui, mạnh quá mạnh quá. Chạy chạy. U. Cái nhà chạy cứ trước ra được cứ sao luôn các bạn ơi. Wow, hay đấy. Rồi, quýnh tiếp này. Rồi, chạy đâu chạy đâu. U. Quýnh hả mày. Rồi, mai mình mới có cây kiếm bạc lùi các bạn ơi, cho nên đánh con trâu này mới được ấy. Không thôi đánh không được đâu. Ui, con kia nó bắn lằn ra quá trời mũi tên kìa. Đó 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 đó. Này thì quýnh này. Rồi chạy 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 chạy. Rồi, hôm nay mình vừa đánh vừa chạy cứ đánh một trực diện thì thôi thôi chắc mình chịu. Rồi giờ mình sẽ ngủ cái đã các bạn ơi, rồi sáng thức dậy mình đánh nhau tiếp nha. Không biết mấy anh cho mình ngủ không nữa. Ok mình sẽ thử ngủ đi rồi sáng thức dậy đánh tiếp. Ui không cho ngủ rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn ăn bánh mì đi. Ui ui tới nơi chạy 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 chạy. Ui lần này bị dí thiệt rồi các bạn ơi, hôm nay ăn hạnh rồi. Giờ mình sẽ kiếm bánh mì ăn coi, hình như hết bánh mì luôn. Ô ui ui quýnh này quýnh quýnh. Ồ quýnh. Ui ui con trâu mạnh quá, mình hết thức ăn nên không hồi máu được các bạn. À quýnh con trâu này làm sao. Ui ui nổi điên, nó nổi điên rồi. Quýnh quýnh chạy 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 chạy. Ô không biết ảnh đụng vô nhà được không nữa. Ui tên này mày liều mày. Ui ao ao. Ô ngủ 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 ngủ. để spam boy ngay đây các bạn ơi, chứ tỷ bị đánh gục ấy thì mình còn ra nhặt đồ cho nhanh nhé các bạn. Ui tên này. Ui cẩn thận một hit nữa là mình ngõm các bạn ơi. Con bò này dí mình tới nơi rồi. Ui 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 cẩn thận no anh ơi lẹ lẹ. Ui ui đỡ rồi. Vừa bế khiên luôn các bạn ơi. Ồ may quá may quá. Rồi giờ mình sẽ tìm cách dây thắng rồi. Ồ đánh hư hết nửa bộ giáp rồi mình mới chiến thắng các bạn ơi. Wow giáp nào cái nào cũng bị hư hết phần nữa rồi các bạn ơi. Không sao đâu, ít nhất mình cũng chiến thắng cái đợt này rồi.
Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà cắt đồ cũng như là lấy thêm đồ ăn ấy, rồi mình qua mình mới sửa được cái nhà của ông thú thư nha bạn. Ok, bây giờ mình sẽ quay về cái đã. Ok, cảm ơn mình đã gỡ cái nhà của ông thú thư xuống rồi. Bây giờ mình sẽ làm cho ông cái tầng 2 như cũ nha. Bây giờ mình sẽ nói lên tầm tầng này đi các bạn. Đó, mình sẽ lên tầm 4 ô nữa nha, để cho nó bằng ở phía dưới các bạn. Rồi, 1 2 3 4 rồi nói ngang thôi. Đấy, còn bên đây mình sẽ làm cái ban công các bạn, kiểu như có một chỗ để đi ra ngoài ngắm ở xung quanh nữa ấy. Đó, như vậy nó sẽ hay hơn. Rồi, mình sẽ ở đây thì mình sẽ nói lên. Đó, hình như mình đem hơi ít gỗ sồi các bạn ơi, nhưng mà không sao đâu, nếu thiếu mình sẽ quay về nhà chặt thêm ấy. Rồi, cái này thì nói ngang này. Đó, ở ngoài này thì khá rộng luôn, mình có thể làm một kiểu như một cái quán cà phê nhỏ nhỏ ở ngoài luôn ấy, để giống như cái chỗ cũ của mình. Chỗ cũ của mình cũng có một cái quán cà phê mini ở trên cái chỗ Enchant đấy các bạn. Rồi, như vậy là xong cái tầng 2 rồi. Bây giờ mình sẽ ốp phần sàn ở dưới trước các bạn ơi. Phần sàn thì mình nghĩ sẽ dùng tiếp tục là đá andesite cũng như là cái đá cuội nha bạn. Đấy, mình rất thích cái hai cái block này luôn. Rồi, hiện tại thì ở đây mình sẽ ốp vào này. Rồi, ốp xen kẽ cho thôi các bạn. Ok, cảm ơn. Mình đã ốp xong cái phần sàn rồi nè. Bây giờ mình sẽ ốp lại ở đây bằng đá cuội đi, tại vì mình có khá là nhiều đá cuội các bạn. Ở đây mình ốp đá cuội thì vẫn không nhìn thấy đâu các bạn ơi, nên cứ yên tâm đi. Ốp đá cuội lại xong thì mình sẽ bắt đầu ốp phần tường nha. Thì phần tường thì mình dự định sẽ dùng cái gỗ băng sam ấy các bạn ơi, tại vì bên nhà kia hình như mình cũng dùng gỗ băng sam hay sao ấy. Đó, mình sẽ dùng gỗ băng sam để ốp phần tường lại nha. Rồi, mình sẽ đổi một ít cái gỗ băng gỗ băng sam mình để trong cái thùng này này. Phần mái không biết làm kiểu nào để nhìn cho nó giống cái nhà của ông thú thư nha. Giờ mình sẽ đổi gỗ băng sam ra trước đi. Đó, mình được hai stack này. Rồi, giờ mình sẽ đặt lên. Mình có nên làm cửa đôi không các bạn? Tại vì hồi nãy là cái nhà ổng là cửa đôi hai cái cửa ấy. Cho nên bây giờ chắc mình sẽ làm cửa đôi luôn nhá. Rồi, cái này thì đập ra đi, cái này thừa nè các bạn. Rồi. Cái này sẽ làm một cái cửa sổ nhá. Rồi, ở đây là một cái cửa sổ bự luôn. Ở đây nhìn vào bên trong các bạn, đây là mình sẽ đặt mấy cái kệ sách cho ổng này. Ở đây là một cái cửa sổ nữa. Đó, ở đây là một cái cửa sổ nhỏ. Rồi, tương tự thôi. Đấy, cũng khá ổn rồi. Ở đây là một cái cửa sổ nữa này. Hồi nãy phải mình lên 5 ô thì đẹp hơn hết các bạn. 5 ô ở đây thì nó sẽ có cái cửa sổ cao luôn này. Mà không sao đâu, tạm thời vậy cũng ổn rồi các bạn ơi. Rồi, ở đây là một cái cửa sổ bự và bên đây là hai cái cửa sổ nhỏ. Đấy, vậy là hợp lý rồi đấy. Cửa ở đây. Ở phần trước chắc mình sẽ trang trí lại sao các bạn ơi. Tạm thời thì đặt như vậy đi. Mà gì thì không ổn lắm, nó lòi hai cục đá cuội ra kìa các bạn. Chắc mình sẽ đổi một tí đi. Ở đây mình sẽ ốp lại bằng gỗ luôn nha. Đó, vì lỗ mới này. Cào vỏ luôn. Rồi mình sẽ đặt cái cửa vào. Đấy, nhìn sẽ ổn ngay. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên trên nha. Ở trên mình sẽ làm một cái cầu thang để đi lên đấy các bạn. Mà ở đây mình sẽ tìm cách để đi lên sao cho đẹp nhờ. À, đi đường này cũng được nè các bạn ơi. Ở đây mình định làm cái quán cà phê nhưng mà đi đường này thì không hay ấy. Chắc mình sẽ làm cái cầu thang hướng bên đây nha. Ok, cảm ơn, mình đã ốp xong phần sàn cũng như là làm phần cầu thang lại luôn các bạn. Ở đây mình sẽ làm cái cầu thang đi xoắn lên cái trụ này nha bạn ơi, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Ok, bây giờ mình sẽ ốp phần trên vẫn là cái gỗ băng sam nha. Ok, cảm ơn, bây giờ mình sẽ bắt đầu viền phần mái nha. Phần mái thì mình vẫn dùng cái gỗ sò sẩm này để viền các bạn, tại vì mình thấy nó rất là nổi luôn, cho nên làm phần viền của mái nhà ấy thì cũng thích hợp ấy các bạn, không cần phải dùng đá đâu. Rồi, giờ mình sẽ viền như vậy. Đấy, làm tương tự với nhà của ông thợ rèn luôn nha các bạn. Đó, để mình xem nào. Ok, được rồi đấy. Bên kia cái anh cái anh gì ta, cái anh cướp dân làng đang nhìn mình kìa. Ồ, mà hỏi kệ anh đi các bạn ơi, giờ mình tập trung vào mình xây trước cái đã. Mình sẽ viền bên đây. Đó, phần mái này thì mình sẽ làm đặc biệt hơn các bạn, mình sẽ làm kiểu như về bốn hướng ấy. Đó, chứ không phải làm hai hướng như bình thường gì đâu. Giờ tạm thời mình viền cái phần mái giữa trước đi các bạn. Viền ở bên đây. Đấy, tại vì bên đây là số 6 ô lận các bạn ơi, cho nên hơi khó viền ở chính giữa ấy. Mà không sao đâu, tí mình sẽ cố gắng viền cho các bạn xem luôn nha. Đó, để cho nó mỗi ngôi nhà ấy đều có sự khác biệt ấy các bạn. Nếu không thì nó sẽ bị trùng lập thì sẽ mất hay ấy. Ok, giờ mình sẽ qua đây rồi bắt đầu đi lên này. Lên đây thì phải, đúng không? Đó. Đấy, đặt như vậy. Ui, đặt như vầy và vầy. Đó. Đấy, phần giữa cũng khá là ổn đấy các bạn, nhưng mà nó là số chẵn cho nên phải chịu thôi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đập cái này ra để đặt thay bằng cái bờ lóc luôn các bạn. Rồi, hoặc là cái cầu thang cũng được, ở dưới mình đặt cầu thang cũng được ấy. Rồi, mình sẽ đứng đây rồi mình sửa lại nha.
Ok, cảm ơn, mình đã làm xong phần máy nhà ông thủ thư rồi này. Đó, phần máy mới nó sẽ như vậy nha bạn. Còn ở phía dưới đây thì mình sẽ bắt đầu chế tạo thêm một ít cái hàng rào cảm ơn để ốp lên đây này. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một ít cái vật liệu đây để mình cùng nhau trang trí nhà của ông thủ thư luôn nha. Ok, cảm ơn, mình vừa về nhà để farm ít da bò và làm kệ sách thêm ấy. Bây giờ mình sẽ đặt kệ sách ở bên trong kiểu như làm cái chỗ đọc sách luôn các bạn. Sách thì mình sẽ đặt cái này ốp lại luôn đi. Đấy, sách mình sẽ đặt xen kẽ vào nhá. Đó, ở đây một hàng này, ở đây một hàng. Đấy, còn ở đây là hàng ngang. Đấy, kiểu như một cái thư viện mini luôn ấy các bạn ơi. Đó, ở đây một sắp thôi. Mình thiếu một kệ này. Nhưng không sao, sau này mình có nhiều sách ấy, mình sẽ làm thêm một ít cái kệ rồi đặt vô đây nha bạn, để cho nó giống cái thư viện hơn ấy. Ngoài ra ở đây thì mình sẽ đặt một cái bục này. Đó. Vậy cũng như là thắp đuốc lên cảm ơn, tạm thời mình sẽ thắp đuốc nha. Khi nào mình có thêm mấy cái đèn lồng ấy thì mình sẽ đặt lên vô thêm sau các bạn. Rồi, ở trên cũng phải thắp đuốc này. Và ở phía trên này mình sẽ đặt mấy cái hàng rào vào. Đó. Rồi. Sau đó mình sẽ đi ra ngoài rồi đặt mấy cái cửa sập lên đó các bạn, nhìn cho nó đẹp ấy. Rồi. Cái này là đi ra ngoài. Đấy. Sau đó đặt cái cửa sập vào thôi. Ở đây thì đặt kính vào này, mình có grab một ít cái tấm kính đấy các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống xíu. Rồi, ở đây này. Đấy, tương tự với mặt sau luôn nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí cái quán cà phê phía trên nha bạn. Mình sẽ làm một ít cái bàn như vậy này. Đó, đây là cái ghế và đây là cái bàn nha bạn. Ngoài ra mình có thể đặt mấy cái chậu bông ở trên cái dàn giáo này, nhìn nó sẽ đẹp lắm các bạn ơi. Ok, ở đây mình sẽ làm thêm một cái bàn nữa này. Đó, cũng tương tự ở bên đây. Và ở chuyến giữa này cũng một cái nữa này. Đó, càng nhiều bàn càng tốt các bạn. Rồi, như vậy mình đã có quán cà phê trên đây rồi. Sau này khi mình có nhiều da bò ấy, mình sẽ làm thêm ít cái item frame để đặt ở phía trên nha. Ok, giờ mình sẽ trang trí ở bên đây bằng mà mình hết sách rồi các bạn ơi. Nếu có sách đây mình sẽ đặt thêm ở đây này, để có gì mấy anh dân làng đọc sách ở dưới còn lên trên uống cà phê các kiểu nữa các bạn. Ok, cảm ơn, cuối cùng thì mình cũng đã trang trí thành công cái ngôi nhà của ông thủ thư rồi. Đó, sau khi trang trí thì ngôi nhà sẽ như thế này này. Mình có cắt thêm ít cái lá mà gỗ vân sam các bạn ơi. Đấy, để mình đặt dưới này nhìn cho nó đẹp ấy các bạn. Đó, rồi bây giờ chúng ta cùng vào trong nha. Rồi, phía trong chính là một cái chỗ để đọc sách này. Đó, đây là để đọc sách nha bạn. Đấy, còn phía trên là một cái quán cà phê, khi nào mấy anh dân làng rảnh rỗi có thể lên đây để uống cà phê nè các bạn. Và nhìn khung cảnh xung quanh của ngôi làng ấy. Đó, hiện tại thì mình chưa nâng cấp nhiều rồi, sau này mình sẽ cố gắng xây thật nhiều để cho ngôi làng to hơn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm một cái khu san hô các bạn ơi. Tại vì mình muốn trang trí thêm cái hồ của mình ấy, nhưng mà mình không có đủ mấy cái san hô các bạn à. Cho nên bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm cái khu san hô cũng như là bắt thêm ít cá về để trang trí cái hồ nha. Ok, bây giờ cùng đi thôi. Ok, cảm ơn, trên đường đi thì mình gặp một đàn rùa này. Đó, bây giờ chắc mình sẽ cho mấy bé rùa ăn ấy để đẻ trứng, rồi mình lấy trứng về để cho mấy bé nở ra các bạn ơi. Chứ bây giờ mình không có thể dẫn rùa từ chỗ này về chỗ nhà mình ấy. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái gì ta, cái cỏ biển ấy để mình cho mấy bé rùa ăn nha. Yeah. Đó, mấy bé rùa ăn xong sẽ bư và đẻ trứng nha bạn. Đấy, nhìn rất là hay luôn, bư cát quá trời luôn này. Chuẩn bị này. Đó, giờ mình sẽ nhìn cho mấy bé rùa bư cát nha. Đấy, mấy bé chuẩn bị bư này. Đó, nó. Rồi, bư quá trời luôn. Giờ mình sẽ lấy một ít cái tảo bẹ nha bạn, để về có gì mình trồng nữa ấy. Đấy, cái tảo bẹ này cũng rất cần thiết nha các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ lấy một ít đi. Xong, giờ lên xem mấy bé rùa đào đất. Úi, đẻ này. Đẻ nhanh thật các bạn ơi. Ô, giờ chắc mình sẽ lấy về nha, tại vì mình có cái cúp mềm mại này các bạn. Đó, đi ra bây giờ cho anh xin nha, cho anh xin cái ít quả trứng rùa nha. Ok, giờ mình sẽ quay trở về thôi các bạn. Hướng này không có biển rồi. Mình được hai cái bản đồ luôn các bạn ơi. Yay. Được đấy, được đấy. Giờ mình sẽ lên kiểm tra coi bản đồ này có bị trùng không nha các bạn. Tại vì thường thường gần nhau nó sẽ bị trùng ấy. Rồi. Đó, thấy không các bạn, thấy không? Đấy, hai cái mà y gan này, thấy không? Này thì lừa mình đâu có được. Ui. Bên kia là cái khu gì ta, khu san hô kìa các bạn. Đó, qua đây thì sẽ có rất là nhiều cá luôn. Ngoài ra mình sẽ lấy thật nhiều san hô về các bạn để trang trí thêm luôn ấy. Đó, lâu lâu mình mới đi tới chỗ này các bạn ơi. Wow, quá trời san hô luôn kìa. Yeah, được đấy. Giờ mình sẽ lấy san hô về trước nha. Ngoài ra mình sẽ bắt thêm cá các bạn ơi, tại vì ở đây có rất là nhiều loại cá luôn. Theo mình biết là vậy ấy. Mà trước tiên mình sẽ lấy san hô trước đã.
Wow, đẹp ghê luôn này. Rồi, gán tìm cá thôi các bạn ơi. Chắc trong đây không có quá, để mình đi xung quanh đây coi. Ồ, khu này không có cá luôn này. Hay phiên bản này bị lỗi không spawn cá ra các bạn. Ở dưới có cái ravine luôn kìa. Ồ, san hô mọc tốt dưới này luôn các bạn ơi. Ồ, để mình thử kiểm tra dưới đây coi có cái kim cương không nha. Đây đây khá là thấp nè các bạn. Ồ, ở đây không có rồi. Ồ, san hô mọc tốt ở dưới ravine luôn kìa các bạn ơi. Ồ, wow, nhưng mà không có kim cương, tiếc nha. Nó thấp như vậy mà không có kim cương các bạn ơi. Để mình qua đây coi. Ở đây là một cái hang luôn. Wow. Ô, sẵn tiện mình tìm kim cương cũng được ấy. Đây ở đây tầng mấy ta? Cái này là tầng 11 các bạn ơi. Được ấy, được ấy. Giờ mình sẽ đi xung quanh thử coi. Biết đâu mình lại gặp kim cương ấy các bạn. Rồi giờ mình sẽ lấy một xô nước trước ra. Lấy một xô nước đi. Rồi, có xô nước rồi. Để mình đổ ra các bạn ơi. Xuống cái hang có lava không đổ nước ra là mệt đấy. Mình sẽ lắp cái này nước này lại luôn đi. Đó. Rồi, để đi vào thôi. Đây là một cái hang, cái hồ lava luôn các bạn ơi. Yeah, mình tìm được kim cương rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy cái quặng này về, rồi về nhà mình dùng cái cấp gia tài của mình đập ra thì nó sẽ nhiều kim cương hơn các bạn ơi. Rồi, đào ra. À đây 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 đây. Tưởng đâu có ba quặng thì buồn chết đi. Chỉ có ba quặng thôi các bạn à. Tiếc nhờ, mà thôi kệ đi. Ít nhất mình cũng được ba quặng rồi. Rồi, có kim cương là được rồi. Vậy giờ chắc mình sẽ đi lên nhá. Ở đây cũng nguy hiểm lắm các bạn ơi, lava rồi quái các kiểu ấy. Nhưng mà mình thử vô cái hang này coi. Cái hang này đi lên, không chơi không chơi. Rồi, chắc bây giờ đi lên nhé bạn. Ok, cảm ơn. Hiện tại mình đang ấp thêm một quả trứng đây. Để khi nào hai cái quả trứng này nở thì mình sẽ nhân giống ra thêm mấy các bạn. Rồi. Không không được đứng ở phía trên này các bạn ơi, nếu đứng phía trên nó sẽ vỡ cái trứng ấy. Ồ, mình sơ ý mình làm vỡ hai quả trứng rồi. Ai, mình bất cẩn quá. Và cái hồ ấy thì mình cũng đã trang trí xong rồi các bạn ơi. Khi nào mà mình có gặp mấy bé cá thì mình sẽ bắt về rồi bỏ vào trong đây nha. Đó, như vậy cũng ổn rồi các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nha các bạn. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm cho hai bé sói của mình một ngôi nhà mới ở đằng đây. Cũng như là nâng cấp nhà của ông thú thư ở bên ngôi làng các bạn. Và chiến đấu bảo vệ mấy anh dân làng cũng như là trang trí cái hộ xong rồi ấy. Đặc biệt hơn mình còn tìm được ba cái quặng kim cương ở dưới cái ravine đấy các bạn. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.